Anh hai, xuống xe thôi. Đợi đợi. Cô làm gì vậy? Ê, đưa điện thoại cho chị mày. Đây. Cô lấy hết đi rồi thả cho tôi. Có vợ rồi hả? Mở khóa cho chị, nhanh. Gọi cho vợ. Cô... Bấm lung tung thì đừng có trách chị. Cô là ai? Nhưng giờ dù cô là ai cũng vậy, tôi đã quyết định ly hôn với anh ta rồi. Tôi không lấy gì hết. Từ nay chúng tôi không liên quan tới nhau nữa. Ê chị gái, như vậy là thiệt thòi lắm đó nha. Ý cô là sao? Thấy sao? Sao lại như vậy? Có vui không? Có, rất là vui. Tôi gọi cuộc điện thoại này á, không có ý gì khác ngoài việc chia sẻ niềm vui với chị. Cô đưa đây. À phải rồi, chút nữa tôi sẽ gửi cho chị một đoạn ghi âm. Chị cứ lấy đó làm bằng chứng rằng anh ta đã ngoại tình. Không phải là ra đi không có một đồng nào, mà là ra đi không thiếu một đồng nào, nghe chưa? Tôi biết rồi. Vậy mới đúng. Cảm ơn cô. Nhưng mà tại sao cô lại giúp tôi? Chẳng có gì cả. Tôi không ưa mấy tên cặn bã như thế này thôi. Bỏ nghe chưa mày? Mà anh hai, anh nói coi có phải chị dâu cố tình làm vậy là để xử mấy cái tên đó giống vậy nè. Mũi ơi mũi à, dọn bàn rồi kìa, tới ăn đi. Chào buổi sáng anh Bách. Về rồi hả? Mệt quá. Làm sao mà bị mũi đốt như vậy? Hả? Trời đất, ông chủ à, tôi đi quán bar cả đêm đó. Anh thật sự không nghĩ đây là dấu hôn sao? Loại thuốc này tốt cho mấy vết côn trùng cắn. Này hay quá ha. Mấy vết cắn của tôi hết ngứa rồi. Anh Bách, đây là thuốc. Chết, hố rồi. Anh Bách, tôi đi uống rượu đó. Thỉnh thoảng uống cũng không sao, tôi sẽ không nói cho Gia Bảo biết. Tôi
thôi đi quán bar. Ừ, cẩn thận một chút là được. Tôi mới đi cả đêm không về, anh không tức giận một chút nào sao? Em hy vọng tôi tức giận sao? Thôi chết, phản lưới nhà rồi. Tôi đã nói từ lúc đầu, em có thể xem đây như là nhà của mình. Thật ra thì tôi không muốn em nửa đêm tới quán bar một mình, như vậy tôi sẽ rất lo lắng và mất ngủ. Nhưng mà tôi tôn trọng em. Trận này thua trắng rồi. Chọc tức vợ yêu, 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.